hơn người trong phần lớn thời gian chấm hai, nhưng mà không thể có được may thì rõ ràng là về tiếc rồi, rồi chơi được phần lớn thời gian hiệp hai nhưng mà chúng tôi không có được chiến thắng thì đó là sự tiếc nuối. Nhưng mà một điểm ở cái giai đoạn này và thời điểm này thì tôi nghĩ đó là một sự nỗ lực cực lớn của các cầu thủ. Thực ra là họ gì nói Việt Tên vẫn là một cái đội bóng rất chất lượng ở V-League, một trong những đội bóng chất lượng V-League, và nhất là họ thì mạnh về cái phòng ngự và phản công. Và chính cái mất người đấy thì họ lại chuyên tâm về phòng ngự phản công hơn thì lại càng cái khó khăn hơn. Không đánh giá nào về cuộc đua giành tránh cái suất đá play off của một đội nhất giữa Hồng Anh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Hiện tại thì Sông Lam Nghệ An vòng này vừa nhận bại trong khi Quảng Nam thì có được 3 điểm. Thực ra là ở cái giai đoạn này ấy, thì cái cuộc đua nó nằm ở 4 đội. Và tôi nghĩ là đội nào mà không nỗ lực hết mình thì không có hết mình thì phải đi đá play-off thì cũng là xứng đáng thôi. Sau cái trận đấu này thì ông có sự chuẩn bị nào cho trận đấu tiếp theo? Nhưng mà quãng thời gian giữa các vòng nó không tổ chức dài để các cầu thủ có thể lấy lại được, đặc biệt là thi đấu dưới thời tiết có khá là nóng bức. Thực ra là cái này thì phải chấp nhận thôi. Tôi phải làm rõ về mặt tinh thần cho các cầu thủ và mình phải chấp nhận. Trong cái gian khó thì nó phải càng nỗ lực hơn. Và nói thật sự là chúng tôi thì mục tiêu ở cái vòng cuối này thì trận đấu nào cũng phải có điểm, dù một điểm hay ba điểm thì cũng phải cố gắng. Gặp rõ ràng rồi, Thép Xanh Nam Định thì là cái đội đang còn lợi thế trong cái cuộc đua vô địch và họ là một cái đội mạnh thật sự. Nhưng mà tôi đánh giá cao về cái hàng công của họ và cả cái nhân tố cá nhân của họ. Đấy, nhưng mà thật sự bóng đá mà chưa được điều gì cả. Đấy, và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để có điểm rơi trên trường. Hôm nay là một màn trình diễn trên trường của sân trường. Và theo ông thì với cường độ thi đấu này thì sân trường liệu có đảm bảo thì được để quán xuyến vũ trụ tuyến cho Hồng Nhà Tĩnh trong 3 vòng còn lại? Thực ra là xuất trường thì nói chung là thời điểm này thì hơi thiệt cho cậu ấy, tại vì là thể lực cậu ấy với hai nữa là cậu ấy cái thời tiết này nó ảnh hưởng, càng ảnh hưởng đến cái vấn đề thể lực của cậu ấy. Nhưng mà nhìn chúng thì cái tôi cần là cần cậu ta giữ bóng ở cái khu vực trung tuyến cho các đồng đội, cho tôi cũng không phải là để bắt cậu ấy phải hoạt động quá nhiều. Thì tôi nghĩ là về mặt khi có bóng thì cậu ấy làm tốt vai trò của mình. Rồi, cảm ơn anh em.